Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây, đó là Xuyên 2 Stargazer phiên bản tiêu chuẩn số tự động 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá cực tốt của Hyundai Stargazer thời điểm đầu tháng 10 2023. Thì Stargazer đây là phiên bản tiêu chuẩn và có thêm hai phiên bản là đặc biệt và cung cấp. Phiên bản tiêu chuẩn thì bên em đang được bán với mức giá cực kỳ tốt. Một chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu mà chỉ bán mức giá đó là 465 triệu. Đây là mức giá chào. Còn anh chị có thể gọi điện trực tiếp, em có thể là thương lượng và giảm giá hơn cho quý anh chị. Với mức giá 465 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó khoảng 520 triệu. Thì những quý khách hàng mà mua chiếc xe này để kinh doanh dịch vụ thì cực kỳ là hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì là số tự động nhưng mà lại dẫn động bằng hệ thống dây đai xích rất là bền, và hộp số là hộp số IVT tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 1.5 lít thì là mạnh nhất và có công suất cũng như mô men xoắn cực đại là lớn nhất phân khúc. Hệ thống đèn của xe thì được trang bị đó là hệ thống đèn halogen như bản tiêu chuẩn và đặc biệt, còn bản cao cấp thì được trang bị hệ thống đèn full LED. Em nói thêm một chút về giá lăn bánh của hai phiên bản đặc biệt và cao cấp. Thì bản đặc biệt bên em đang bán mức giá đâu đó khoảng hơn 500 triệu một chút, và lăn bánh của phiên bản đặc biệt thì đâu đó rơi vào khoảng 560 đến khoảng 570 triệu. Cái xe này thì bên em có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị nhé. Hỗ trợ trả góp tối đa 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Đó. Với một mức giá của bản tiêu chuẩn là khoảng 465 triệu thì lăn bánh chiếc xe này ở thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang tối thiểu để trả góp, em đang tính cho anh chị đây, thì đâu đó chỉ cần khoảng 160 triệu đã có thể lăn bánh được rồi. Còn phiên bản cao cấp thì hiện tại bên em đang bán mức giá là khoảng 545 đến 550 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó khoảng hơn 600 triệu một chút. Thì với em vừa điểm qua cái hệ thống đèn của xe rồi, thì hệ thống đèn có đèn LED định vị ban ngày ạ. Rồi có logo và mặt thiết kế mặt ca lăng hiện đại được sơn bóng, và có cản trước thì cũng được sơn nhám. Đấy, thiết kế rất là, em thấy rất là thể thao. Về phần la răng thì trên phiên bản tiêu chuẩn này thì được trang bị với la răng đó là 16 inch. Nhưng mà la răng này thì đồng kích thước với cả phiên bản đặc biệt và cao cấp. Như mỗi cái là la răng của phiên bản tiêu chuẩn này thì không được phay, còn phiên bản đặc biệt và cao cấp thì đã được phay rồi. Có xi nhan tích hợp trên gương, rồi có hệ thống gương chỉnh điện. Tay nắm cửa của xe thì là cùng màu thân xe. Và phần nội thất thì bản tiêu chuẩn thôi, cho nên là mọi thứ đều được tối ưu. Với mức giá cũng như là về mặt trang bị thì bản tiêu chuẩn này được trang bị với ghế nỉ và có hệ thống loa thì đâu đó rơi vào khoảng 4 loa 4 hoặc 6 loa, em xin lỗi, đó là 4 loa. Trên chiếc vô lăng này thì đây là một chiếc vô lăng gọi là chất liệu nhựa mềm. Thì ở trên này sẽ có những cái phím đàm thoại rảnh tay, rồi thì cũng có được sơn bóng mạ bạc cũng rất là ưa nhìn. Rồi đến phần điều hòa của xe thì được trang bị nó là điều hòa chỉnh cơ. Màn hình đa thông tin thì cũng chỉ là đơn thuần thôi, hiển thị như là những cái dòng xe bình thường khác. Tay nắm cửa thì được trang bị với các nút bấm. Còn màn hình giải trí trung tâm thì chưa được trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp thì được trang bị nó là màn hình kích thước 10,5 inch. Đến phần hàng ghế thứ hai thì được trang bị với cái độ ngả lưng ghế tốt, kèm băng hàng ghế thứ hai rất là rộng, có dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh được. Hàng ghế thứ hai thì có thể gập 40-60 để cho cái không gian hàng ghế thứ hai rộng
và độ ngả lưng ghế cực kỳ tốt. Đây, có thể là ngả ra với góc độ ngả như vậy. Đến phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy là Stargazer tuy là bản tiêu chuẩn nhưng mà vẫn được trang bị, đó là hệ thống cảm biến lùi và hệ thống đèn hậu có đèn chạy ngang này dạng LED, còn hệ thống đèn lùi thì nó vẫn là đèn halogen. Cái khoang hàng ghế thứ ba thì là được gập 50-50 gập phẳng ạ. Ở dưới hàng ghế thứ ba thì được trang bị với cổng sạc 12V 180W và có cái khoang hành lý để có thể là mình quý khách hàng có thể chở được những cái vali cũng như là để những cái đồ để đi dã ngoại hoặc chở khách đi ra những cái địa điểm sân bay của du lịch. Đó, cực kỳ tiện lợi. Màu xe thì bên em đang có sẵn những cái màu chủ đạo như là màu trắng, màu đen và có một vài xe màu đỏ nữa. Quý hàng quan tâm đến chiếc Hyundai Stargazer, một chiếc xe 7 chỗ số tự động, có giá bán cực kỳ là tốt, chỉ bằng một chiếc sedan hạng B, thì vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Channel Hùng Xe Hơi xin cảm ơn quý khách hàng đã xem video. Quý hàng vui lòng góp ý dưới phần bình luận và cho em xin một like, một subscribe để kênh hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại khách trong những video tiếp theo.